Emri xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Emri đang có mặt chỗ Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ trung tâm quận nhất, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ đồng hồ của Emri cũng là 17:30 rồi, tức là 5:30. Thì ở đây giờ này thì coi như là giờ mà đang làm của các anh chị đây. Để Emri sẽ chạy lên đây xem ở vỉa hè này thì các anh chị coi như là ăn gì mà ngồi đông quá trời luôn nè. Emri thấy ngay chỗ đây. Nhà đó thì chạy ra để gia đình chúng ta thấy được cái khung cảnh ở đây ha. Đi ngang một vòng luôn. Đó thì cảm nhận được cuộc sống. À đây thì bán một cái đặc sản gọi là phá lấu bò. Phá lấu bò thì có mì gói, có bánh mì luôn. Đó thì đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời ha. Đó thì để đi sẽ đi xích lên trên nữa để gia đình chúng ta thấy được cái cuộc sống của bà con ở khu vực đây như thế nào. Và trước khi mà đi một vòng ở đây để đại gia đình chúng ta tham quan khu vực trung tâm của quận nhất cái giờ đang làm này, thì Emri cũng xin chia sẻ với đại gia đình chúng ta một cái chiêu lừa đảo gọi là rất là tinh vi, mà hiện tại thì nó cũng đây là mang cái sức nóng đến cho xã hội chúng ta. Đó là cái việc mà bỏ thuốc mê để mà lường gạt người đi đường. Đó thì nghe thì cả nhà mình sẽ thấy một cái điều rất là khó chấp nhận, nhưng mà vẫn là có nhiều người đang vẫn dính bẫy. Ở đây thì ngay chỗ Nguyễn Thị Minh Khai giao nhau với Huyền Trân Công Chúa, thì đi sẽ rẽ vào con đường Huyền Trân Công Chúa này. Đây thì cái câu chuyện đó như thế nào, tức là có một cái chị NT, chị NT này thì chỉ đi trên đường mà chỉ đi về quê, tức là coi như là nhà cũng gọi là xa nhưng mà có thể chạy xe máy được về quê, về quê để gọi là nhà có tiệc gọi là đám dỗ thì chị mới chạy xe máy một mình thôi, chạy xe trên một mình chị đi về quê. Đi về quê thì gọi là ở đường mà những cái tuyến đường mà về quê thì có những cái tuyến đường mà nó gọi là hơi ít người qua lại, hơi vắng xe. Thì ở đây thì mình thấy là cái đường gọi là xa mà chạy xa thì khát nước, thì ven đường đó mình thấy là có những cái xe nước nó bán cà phê, nước ngọt, nước cam, nước mía rồi đó, có những cái thùng đá rồi đó, thùng giữ nhiệt đó, người ta bán nước. Thì chị mới khát nước quá trời, chị mới dừng lại để mà mua một cái chai nước uống. Chị ở đây thì ở quê thường người ta bán đủ loại, có nước sâm nhà nấu nữa, cho nên là chị thấy vậy là nước sâm nó rẻ, chai có 5.000 chị mua chai nước sâm. Chị uống thử ngon quá, chị uống hết chai luôn. Rồi chị mới mua thêm 2 chai nữa để mà đem về cho người nhà nó uống. Thấy ngon quá rồi. Bắt đầu uống, vừa uống không, nhưng mà những cái đối tượng bán đó thì người ta gọi là những cái đối tượng lừa đảo lường gạt. Họ để một cái thùng nước ở mà khu vắng vẻ đó, họ bán cho người đi đường mà tới đó khát quá, người ta sẽ dừng lại người ta mua. Và những cái người lừa đảo đó thì người ta cũng nhìn theo mặt. Tức là trong thùng nước thì có những cái chai mà có bỏ thuốc mê, có những cái chai mà không có bỏ thuốc mê, cho nên nhìn mặt những đối tượng nào mà đi một mình á thì gọi là dễ ăn á, thì người ta sẽ bóc những cái chai có thuốc mê để người ta bán. Còn những ta đi 2-3 người hoặc đi một nhóm á, thì họ không dám, sợ lấy những cái chai nước bình thường ra để bán. Đó thì thấy chị đang đi con mình chạy chiếc xe Atmo nữa, ngon lành quá trời mang cái túi nữa đó, thì bắt đầu cái chị gì này, chị bán nước rồi chị lừa đảo, chị mới bốc cả cái chai nước sâm mà có thuốc mê đưa cho khách, chị khách này uống. Để chị khách này uống xong rồi bắt đầu uống vô, thì mới vô thì thuốc nó chưa tác dụng liền, cho nên là cảm thấy bình thường, vẫn đi tiếp tục bình thường, vẫn chạy xe đi, trả tiền xong rồi chạy xe đi. Chạy xe thì đi, thì ở đây thì cái đối tượng mà bỏ thuốc mê vô chai nước đó mới gọi đồng bọn đó chở đi, chở đi, chạy theo bám sau đuôi. Thì đi một đoạn thì tự nhiên cái chị này chị bị mệt, bị chóng mặt, chị nghĩ là chắc mình đi đường lâu quá rồi trời nắng nóng nữa nên là chóng mặt thôi đó, cho nên là bắt đầu là cảm thấy người nó oải oải rồi khó chịu, rồi bắt đầu chị tấp xe lại vô lề, chị dừng, chị khom người xuống cái mặt đồng hồ nghỉ chút rồi chạy. Mà lúc đó thì chị còn tỉnh, chị còn rút cái chìa khóa ra nữa, nhưng mà vừa xong rồi cái đầu làm hai đối tượng chạy tới là chị bị gọi là bất tỉnh nhân sự rồi, bị mê rồi. Thì bắt đầu hai đó giả bộ kêu chị có sao không, thì chị mê rồi chị đâu có trả lời được đó. Thì xong rồi cái bắt đầu cũng có người qua đường hỏi,
chị có bị sao không? Thì hai cái đối tượng lừa gạt này mới nói là chị của tôi, chị đi bị mệt đó, chị bị lên tân sông đó, để chị nghỉ chút là hết rồi. Xong rồi bắt đầu là người khách qua đường ta đi, ta đi xong đó là hai người bắt đầu là lấy luôn cái chiếc xe SH mo và cái bóp mà để chứa điện thoại chứa tiền của chị đó. Thường thường các chị nữ là tiền điện thoại rồi bỏ trong cái bóp đó để mang đó, lấy đi chạy đi. Một hồi thì cái anh khách qua đường đó, anh đi mua đồ, anh quay trở lại thì anh thấy chị này nằm đó, anh mới kêu tỉnh lại, quá ra là bị lườn gạt rồi bị cướp mất xe và hết tài sản luôn đó. Thì gia đình chúng ta thấy là báo công an, nhưng mà công an cũng đang truy tìm những cái nhóm tội phạm như thế này đó. Thì bây giờ thì cũng chuyện nó cũng ngã ngủ, chưa biết như thế nào, nhưng mà trước mắt thì thấy một cái điều đó là tài sản gọi là bị mất hết rồi. Ở đây thì cũng rất là đau lòng đó. Thì đây là một cái câu chuyện cảnh giác gia đình chúng ta. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ngay chợ Bến Thành rồi, ngay cửa Bắc đó. Đi một vòng hồi thì cũng tới ngay chợ Bến Thành luôn. Đây thì Ri sẽ chạy một vòng xung quanh chợ. Giờ này cũng thấy có khách Tây khách ta cũng đi vòng vòng nè, cũng gọi là một nhóm thôi chứ tình hình thì cũng không đông lắm. Nhưng mà đây cũng là một cái điều tốt rồi, tại vì vào buổi trưa rồi thì vào đây thì gọi là ít khách lắm. Có chăng là khách mà khách đi tour, mà khách đi tour thì vào chợ Bến Thành thì có trong chương trình tour, cho nên là khách đã đến nhưng người ta không mua gì hết. Nhưng mà khách người ta đã cố tình ta đến chợ Bến Thành, ta dạo để ta tham quan thì có thể người ta sẽ mua hàng để ủng hộ bà con đó. Thì đây thì mình chú trọng với những cái loại khách này hơn, đó là khách gọi là tự tìm đến chợ để mà tham quan. Thì ở đây mình thấy có một cái trung tâm đổi ngoại tệ này, của Mai Vân và Hà Tâm. Thì Mai Vân thì bên kia hơi vắng, còn Hà Tâm thì đây thấy rất đông rồi đó. Thì những cái doanh nghiệp vàng đây, mua bán vàng ngoại tệ thì lúc nào ở đây thấy cũng đông hết đó. Thì đây chạy xích lên trên luôn, chạy xích lên trên cho gia đình chúng ta tham quan khu vực này. Đi một vòng thì chiều nè, Sài Gòn đến khu vực chỗ chợ Bến Thành thì thấy cũng lượng xe cũng khá là đông. Đây cũng là một cái điều gọi là tuyệt vời. Nhưng mà khách thì lẽ đi như thế này thì chợ Bến Thành đó, coi như là bây giờ là chưa mở được gọi là cái chợ đêm Bến Thành. Nếu mà mở được cái chợ đêm nữa thì tuyệt vời. Mở chợ đêm nữa thì ở đây thì sẽ khách đến chơi đồ ban đêm rồi ra tiêu tiền rồi. Còn ban ngày thì chủ yếu là chỉ tham quan là chính, còn ăn chơi là phải về đêm. Nhưng mà cũng có nhiều khách người ta nói đến Sài Gòn chợ Bến Thành thì ban đêm có gì chơi chứ. Đó thì qua bên phố Tây Bùi Viện thì nhợt nhạt quá, nhạc cứ sập sình vậy không à, nguyên một dãy chỗ nào cũng y chang như nhau. Rồi vào những cái khu vực khác thì lại không dám đi, nó xa trung tâm quá. Thì về vấn đề ăn ninh rồi vấn đề ngôn ngữ nữa, nhiều cái nó bất tiện cho nên người ta đâu có dám xé lẻ ra người ta đi. Cho nên là xung quanh gọi là ngay trung tâm là người ta phiền là ít chỗ ăn chơi quá. Ví dụ như vào ở trong trong khu vực mà phố Tây Bùi Viện đi, phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ đi, thì vào đó thì chỉ có nhạc rồi sập sình rồi uống mấy chai bia thôi, do nên là cũng không gì chơi mà nó cũng chán. Thứ nhất, thứ hai nữa thì cái người bán đó, bây giờ người ta cũng gọi là than lỗ quá, tại vì khách nước ngoài chủ yếu là người ta nhâm nhi thôi, bia nó uống lận chai mà uống chai tính tiền chai, cho nên là bán bia thì lời không có nhiều, mà chủ yếu là bán thức ăn. Thức ăn thì người nước ngoài ta nhậu ta rất là ít ăn, chủ yếu là nó uống bia nó thưởng thức đó. Thì đây cũng là một cái khó mà làm cho các chủ ở quán bar nhà hàng người ta cũng gọi là than ơi ới, lý do là giờ làm ăn khó khăn đó, thì bán không có được nhiều, lãi không có được nhiều hết trơn, cũng rất là tội. Ngay đây thì ngay khách sạn New World mà tổng thống Mỹ đã từng ở đây, thì bây giờ khách sạn này cũng mấy năm nay thì cũng rao bán rồi, nhưng mà hình như là chưa có người mua. Bán nghe nói là cũng mấy ngàn tỷ đó, nhưng mà cái giá trị cao quá trời thì cũng nghe thôi chứ đi cũng không có cập nhật hết được. Thế thì đi dài lên đây nữa thì đi sẽ vào rẽ trái vào khu vực bên chỗ đường Nguyễn Thị Nghĩa. Thì mình dài ra chỗ Trần Hưng Đạo luôn. Đây ngay công viên 23 tháng 9 rồi. Và ở đây thì có một cái bảng cấm ô tô đó. Đó mình thấy là từ 6 giờ đến 22 giờ đêm
Nếu mà anh chị nào mà ít chạy xe ô tô vào trung tâm Sài Gòn á, thì chúng ta lưu ý những cái bảng cấm để mà tránh cái chuyện phạt bị phạt. Nếu mà chúng ta rẽ vô thì phạt cũng rất nặng đó, hình như cũng 800.000 đó, 800.000 cho cái lỗi rẽ sai làn đường này, vô cái đường cấm này, 800 đến 1 triệu mấy đó. Đó thì đây rất là nhiều bảng cấm nè, phía trước mặt tôi đi nó cũng bảng cấm rất là nhiều. Đây thì cấm ô tô rẽ phải và cấm ô tô rẽ trái luôn nè, từ 6 đến 22 giờ cả nhà mình đi đó. Đặc biệt là nhiều anh chị em mà ở tỉnh thành khác á, mình lâu lâu mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh, vào đây để mình vui chơi rồi đi dạo đồ hay đi công việc rồi, thì mình ít có để ý với cái bảng này thì dễ bị phạt lắm. Đây thì ra tới đường Nguyễn Thái Học giao nhau với Phạm Ngũ Lão thì sẽ đi thẳng luôn. Đường Nguyễn Thái Học này thì có một đoạn ngắn thôi, từ đây chạy thẳng lên tới cầu Ông Lãnh khoảng 300m là đi thẳng qua quận 4 luôn, hoặc là không qua quận 4 thì đi dưới bên hông cầu thì ra đại lộ Ông Kiệt. Đại lộ Ông Kiệt thì cả nhà mình thấy là đi quận nào cũng gần hết. Đây thì lúc trước ở đây thì hai bên đường Nguyễn Thái Học nhà hàng quán ăn nhiều, nó bán gọi là nườm nượp luôn. Mà lúc đó thì sung nha, trước là dịch Covid-19, nhưng mà bây giờ thì coi như là nó dọn hết rồi, bán giờ như là không đủ tiền để mà chi trả mà bằng nhân viên nữa, cho nên người ta bỏ chạy nhiều lắm. Đó thì dòng ra đây nữa, ra chỗ Trần Hưng Đạo thì sẽ đi theo hướng Trần Hưng Đạo này. Bên đây thì mình vô đường chỗ Bùi Viện nè, phố Tây Bùi Viện, nhưng mà bây giờ thì Bùi Viện thì khoảng 8 giờ mới bắt đầu đông, thì bây giờ thì chưa, khoảng 8 giờ bắt đầu người ta mới xong rồi, tức là đang tối ăn chiều xong rồi nghỉ ngơi đồ một chút rồi đã mới ra phố Tây để chơi. Nhưng mà cái đó là vào những ngày thứ bảy chủ nhật rồi thì có thể đông hơn, còn những ngày thường thì cũng vắng lắm, nói chung buồn hiu. Bây giờ mà ra phố Tây, phố đi bộ, nhưng mà cái người Việt mình lại nhiều hơn khách Tây, tại vì khách bây giờ ít đó, rồi cái người Việt mình lại là chịu ăn chịu xài hơn nữa, cho nên là ra ngoài đây thì mình sẽ thấy rằng là khách Việt thì đông nhưng mà khách Tây thì ít lắm. Đó thì ngay đây là ngay ngã tư của Trần Đạo giao nhau với Đề Thám, riêng sẽ đi thẳng đường Trần Đạo này luôn, đi thẳng đường Trần Đạo này để cả nhà mình thấy khu vực ngay chỗ Trần Đạo thì như thế nào. Trần Đạo là một trong những cái tuyến đường gọi là huyết mạch, tuyến đường đẹp của Sài Gòn chúng ta. Đó thì đường thì ba làn đường rộng thênh thang nè, rồi trong có cái đường sông Hành nữa, rồi quá đã luôn. Đó, nhưng mình thấy bây giờ là nó chìm nghỉm nó dùng cái từ là chìm đó, tại vì nó gọi là lưa thưa lớt lát vậy nè, xe thì cũng không đông lắm, rồi hàng quán thì bây giờ coi như là chịu trận rồi, thua. Kể cả nhiều anh chị nói là làm bên môi giới bất động sản ấy, mà chuyên về cho thuê nữa nè, bán thì chưa nói tới, nói cho thuê mà nghe nói mặt tiền nhà ở quận nhất mà hỏi đâu nghe nó Trần Đạo là thấy là nhăn này. Nhận cái nhà đó là cái nhăn mặt này. Chủ gọi đến là gửi đó, gửi anh chị em môi giới để mà giới thiệu giùm ta đó, cho khách thuê cái nhà mặt tiền Trần Đạo giùm, thì mấy anh chị em môi giới mà nghe là nhăn mặt luôn. Lý do nhăn mặt là tại vì khu vực đây bây giờ khó cho thuê đó, đó thì giá thì cao, giá cho thuê thì cao, nhưng mà cái vị trí đây đó, thì bây giờ khách ít chuộng, đó thì chậm lắm, cho nên là nhận luôn mà cái khả năng là cho thuê là khó, không có cho thuê được, cho nên là nhiều khi anh chị nhận trong buồn hiu. Đây thì ngay cái ngã ba, ngã Mũi Tàu, đây Mũi Tàu thì có một cái con đường cũng rất là nổi tiếng, đó là đường Nguyễn Cư Trinh, đường Nguyễn Cư Trinh ngay khách sạn Fullman 5 sao. Thì để em đi sẽ đi đường Nguyễn Cư Trinh thì nổi tiếng về dịch vụ về ăn uống nhà hàng nè, rồi công ty văn phòng đây nhiều lắm, hàng quán cũng đông nữa. Đó thì đường Nguyễn Cư Trinh thì lúc trước là từ sáng tới chiều luôn rần rần rộ rộ, đó là những cái tiệm cắt tóc đồ ngày xưa ở đây quá trời luôn, cắt tóc thanh nữ. Đó. Còn bây giờ thì mình đi là mình thấy được là dài dài cái đấy á, gọi là nó cũng vắng, gọi là vắng đều luôn rồi. Đó, Nguyễn Cư Trinh thì ở đây là đường cái là khách Tây, khách ta đều có hết, nó cả gọi là đa dạng. Nhưng mà đi mình thấy bây giờ mặt bằng đóng cửa quá trời, cho thuê, để bạn cho thuê mà
cỡ này thật sự mà nói thì cũng không ai dám thuê đó, thì để giao xích vô trong nữa, thẳng luôn đây thì sẽ ra tới chỗ công an, thành chỗ bộ công an chi nhánh phía nam ha. Còn ở bên đây là ngay chỗ đường Cống Quỳnh, Cống Quỳnh đây, ngay đường Cống Quỳnh này thì mình thấy là thẳng ra luôn, thẳng ra luôn thì xảy ra là trận đào. Còn bây giờ thì trận đào rồi, nếu mà rẽ lên trên nữa thì sẽ ra chỗ khu vực mà bệnh viện Từ Dũ. Thế bây giờ thì sẽ đi thẳng đường Nguyễn Cư Trinh này. Đây, nhìn một cái con đường mà rất là nổi tiếng ha. Thì bây giờ mình thấy được đó, thì nó cũng chậm đó. Đó, thì nhìn hai bên đường đây thì có một cái di tích văn hóa ở dưới là làm nhà hàng, nhưng mà vắng tẻ không teo à. Đó, thì nhìn hai bên đường cái gia đình chúng ta thấy có chị thu mua ve chai, giờ này cũng chị cũng về rồi đây nè. Đây thì thấy hình như là giờ này thì chị cũng đẩy xe không về nữa, không biết là chị đã gọi là đi mua thu mua về rồi bán cho vựa ve chai chưa hay như thế nào, hay là đang ế thu mua không được nữa. Thấy đó, bây giờ thì đến nỗi mà mua ve chai mà còn ế nữa, mà không có ve chai để mua nữa. Đó, nhiều bây giờ là gọi là nhiều anh chị than, làm ngành nghề nào cũng than hết trơn, cho nên là nói tới hỏi sao mà Ri ơi, sao mà em than dữ vậy. Đó, nhìn vòng vòng mình sẽ thấy được ngay đây thì có một cái công ty du lịch cũng rất là nổi tiếng, là công ty du lịch Thanh Niên Xuân Phong. Xuân Phong thì bây giờ nó cũng thu nhỏ lại rồi. Bên đây thì có cái trạm xe Tâm Hạnh ha, trạm xe Tâm Hạnh thì chuyên về Phan Thiết rồi đó. Đây thì công ty du lịch Thanh Niên Xuân Phong nè, nhưng mà giờ này thì các anh chị cũng nghỉ rồi, cũng tan làm rồi. Đó thì cái trạm xe Tâm Hạnh bên đường thì người ta đi chuyên về đi Phan Thiết, đi Bình Thuận, đi Phan Rang rồi đó. Thì ở đây thì chở đi khách Tây rồi cũng đi rất là nhiều đó. Bây giờ thì mình thấy là những cái công ty vận chuyển, những cái công ty logistics thì bây giờ hàng quá chậm, khách cũng chậm đó. Nhiều cái mình thấy là coi như là làm hai cũng gồng hết trơn. Thời điểm này ai cũng than lỗ hết trơn, không biết như thế nào luôn. Đây thì ngay ngã tư của Nguyễn Cư Trinh giao nhau với Trần Đình Xu đó. Khu vực này ngày xưa thì quá trời luôn rồi, hàng quán nghèo nghèo. Còn đến bây giờ thì mình sẽ thấy một cái điều đó là nó vắng tẻo con teo như thế này đó. Đi vòng vòng mình thấy luôn. Đây thì thẳng ra trước mặt gia đình chúng ta là giao nhau với đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi thì có một cái nhà khách Phương Nam nè, rồi ngay chỗ cục quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh nữa, cũng đặt ngay chỗ Nguyễn Trãi này. Rồi xích lên nữa thì mình thấy là bộ công an, cơ quan thường trực phía nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu này thì cơ quan nhà nước rất là nhiều. Xung quanh đây thì hàng quán bây giờ thì mình thấy rồi đó, chậm ơi là chậm ha, vắng quá trời vắng luôn. Và clip của em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.